thì sau khi mà cái văn lễ nó có đạo đức quan trọng, nó là sau khi mà thụ hưởng lễ vật của gia chủ xong rồi thì các cái cô hồn các đảng này nên đi chỗ khác. Thì nếu như chúng ta cúng cầu xin đấy, chúng ta không có cái pháp, không có cách để chúng ta đuổi đi, thì là chúng ta mời người ta đi, thì đấy lại là cái điều mà nó lại tự nhiên làm cho là cái nhà chúng ta nó bị vong, nó dễ vào. Cho nên ra là ngoài ra thì trong cái lễ dân tháng 7 người ta còn sử dụng một cái thủ tục nữa, đó là sử dụng cái gạo bằng phần tài để người ta cho ra một cái đĩa, sau đó là người ta rắc hết ra ngoài đường, nhớ là cái gạo vàng này thì chỉ rắc ra ngoài đường coi như là chúng ta để điều hòa ngũ hành và chúng ta đãi chúng sinh để mà tăng thêm cái tài khí cho cái căn nhà của mình. Thì ngoài cái việc mà làm lễ ở ban thờ Phật, làm lễ ở ban thờ gia tiên, làm lễ ở ban thần tài của chúng sinh, thì trong dằm tháng 7 thì chúng ta nên thực hiện một cái nghi lễ nữa, là làm nghi lễ phóng sinh. Bởi vì là cái việc mà xá tội vong nhân để mà đầu thai cũng như là để mà tăng cường thêm cái công đức cho cái gia tiên, nhưng mà tăng cường thêm công đức cho cái dòng họ nhà mình, thì chúng ta nên thực hiện cái việc phóng sinh. Và trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách thức phóng sinh. Và phóng sinh thì quan điểm là tôi hay dùng cá và tôi thả vào sông. Cho nên là trong video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị cái cách cái lễ phóng sinh vào dòng tháng 7 thế nào. Cảm ơn anh chị đã thường xuyên theo dõi cái việc chia sẻ kiến thức của Thủy Đạo Nguyên.